Chương trình Phát thanh Nông Thôn thân ái chào bà con nông dân và các bạn. Thân ái chào bà con và các bạn. Thưa bà con, đến với chương trình phát thanh nông thôn hôm nay, như thường lệ vào mỗi thứ hai hàng tuần là phần giao lưu trực tiếp bạn nhà nông. Tiếp theo là câu chuyện truyền thanh chuyện nhà ba nông và phần cuối chương trình là một cùng nông dân ra đồng. Bây giờ mời bà con và các bạn bắt đầu theo dõi nội dung của chương trình. Tiết mục bạn nhà nông, cuộc giao lưu trực tiếp giữa các nhà khoa học với bà con nông dân do công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang cùng phối hợp thực hiện. Thưa bà con và các bạn, để theo yêu cầu của bà con và các bạn về chuyện như là Hồng Dương đã hẹn trong chương trình tuần trước, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề tăng sức nảy mầm cho hạt lúa vụ đông xuân và tham gia giao lưu cùng bà con và các bạn trong chương trình hôm nay sẽ là chiến sĩ Nguyễn Quốc Cương, giám đốc trung tâm thực hiện nông nghiệp Đồng Tháp 10. Vâng, xin chào bà con, chào ban biên tập và chào cô Vân và chào anh Minh Tâm. Dạ, xin chào chiến sĩ Cương. Vì diễn giả thứ hai là kỹ sư Trần Trung Hòa, công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang. Dạ, kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Biên tập điều dẫn chương trình hôm nay là Hồng Dân, ban nông thôn đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, trước tiên thì Hồng Dân xin được chào tiến sĩ Nguyễn Viết Cường ạ. Dạ, xin chào cô Hồng Vân ạ. Dạ, thưa anh, thì hiện nay ở khu vực Đồng Tháp 10 thì bà con nông dân mình xuống giống lúa đông xuân 2009-2010 nhiều chưa? À, hiện nay thì ở dưới vùng Đồng Tháp 10 bà con đã bắt đầu xuống giống. Chân vậy, cơm nước vậy, đi rụng thuốc nữa, qua mai rụng gầy quá rồi, cái lúa gầy quá thì này thịt nó phá ba lúa hết, còn có bông rồi vậy vậy ra rụng thuốc đó nha. Em ra chợ em bán đó, tết nhất tới nơi còn mê mê chưa dọn dẹp bị trơn á, thì chưa ra chợ nước em nha, vậy đó nha. Oh.
Quỷ yêu thương quay sáng giờ chưa bán được chậu nào hết trơn. Mua bông chị ơi, 150 chậu hà, 2 chậu 500, trời rẻ luôn. Trời ơi, 30 rồi chưa bán được chậu nào hết trơn. Mua bông chú ơi. Dạ, con hứa Bắc Nam. Ủa, bay con ai? Dạ, con của gái lớn bé xám nè, Bắc Nam, nhớ gái con hả? Trời đất ơi, bay chùm kính mít hả? Rồi khi không thơ bắt mà Nam ta có biết ấp giáp gì đâu. Rồi ba má khỏe hả con? Dạ ba má con khỏe. Trời ơi con lâu quá không gặp. Khỏe phải đu hả? Trời ơi. Trời hôm nay con mần ăn sao rồi? Dạ con mới đi Mỹ về nè. Ủa vậy ha? Dạ. Trời đi là con biết đâu. Đi mấy năm nay rồi. Trời đất ơi đây công ty có thưởng gì không con? Nay thưởng nhiều không? Tôi nói con bà Tư sắm trên á, con trai bà. Thưởng 10 mấy triệu. Trời ơi, nghe bác ham luôn. Có chi xưa bác cũng xảy thai, chắc giờ con của bác cỡ tuổi con đó. Dạ. Yeah. Tội nghiệp. Trời ơi. Đỉnh là năm thôi. Đỉnh là nhiêu, mày nói tao biết tao mừng chứ tao có ăn uống gì đâu. Trời ơi. Mấy tỷ là cũng mới mua chiếc Audi nè. Trời ơi, nghe đã vậy. Trời ơi. Nói chuyện cũng tội nghiệp ba má bay. Hồi xưa khổ lắm. Về đẻ bay bằng ngón cẳng cái nè. Xong rồi nuôi bự cầm tay nè. Mà tôi nói bệnh đau tối ngày vậy đó thì chạy hết thầy bà này tới thầy bà kia đó mà có khỏi đâu. Dạ. Xong cái nghe lời người ta kêu giả bộ đem bỏ mày bay mày bà đó, bỏ trong cái nôi nè, nôi bằng te nè, bỏ trong mày bờ rồi nói giả bộ xí lụm đem về nuôi. Dạ. Ai về phải hết bệnh luôn á chứ trời ơi. Dạ. Lúc tao đang tắm heo mà chuồng heo á thấy ba má bay ôm sườn mày bà á, nghe con mắt cười thích cười thiệt, nhưng mà cũng tội nghiệp ba má bay. Trời đất ơi, 30-40 tuổi đầu rồi mới đẻ được đứa con so mừng khóc nước mắt luôn. Còn mà Nam không kể con cũng biết hàng chi cũng được lượm. Trời ơi, bởi vì ba má mày nói mày lượm á chứ mày khó nuôi. Thôi mà Nam thôi chuyện qua rồi. Bây giờ ăn Tết với má mày chừng nào mày đi? Dạ mùng 10 cũng đi mà Nam ơi. Sớm vậy hả? Dạ con mà bển còn đi làm nữa mà. Bây giờ có tao với bay nè, mày nói thiệt đi, mày làm nghỉ bển neo. Cái gì? Neo. Neo là cái gì? Neo đó. Neo là gì má? Là móng chân nè. Trời ơi, móng chân nó neo biết về đâu. Neo làm neo tao phải khéo không? Tiền lương đâu có bèo. Trời ơi. Nam có chơi giàu đâu. Trời ơi. Có quà đó bay. Dạ con tặng anh 5 ngàn, bên trong tới cho con vui. Giàu quỷ hả? Quỷ đó. Quỷ đó không? Trời ơi, đứt thử đây, thơm quá. Trời đất ơi, tao nói dầu Mỹ thơm như dầu thơm vậy má. Thơm không? Trời ơi, thơm mùi Chanel má ơi. Xích thử nha. Trời ơi. Trời ơi, thơm đúng ghê má. Trời ơi, thơm xịt dầu thơm. Dầu Mỹ, tao mơ. Bữa nào là tao không tắm, tao lấy tao xịt. Chứ hồi ổng không cho tao ngủ chung, thấy mẹ luôn á. Trời ơi. Thôi bay cũng tranh thủ về phụ má bay đi. Ngày 29 Tết rồi. Dạ. Về dọn dẹp được. Mà mốt có làm sao bay nói vậy? Chứ tao biết bay đi Mỹ cũng làm cực khổ, chứ có sung sướng gì đâu. Dạ. Vậy mà má bay chiên ra đi nhiều chuyện ấy. Con gái tôi đi Mỹ sướng lắm, sướng lắm. Sướng như đi Mỹ vậy đó. Trời ơi. Mà tao biết bay mà cũng chết ở Việt Nam thôi. Tao nói mần một ngày hả? 10 mấy tiếng. Ngủ nghe gì đâu. Má bay đây biết đô thôi, đô tiền đô có ngày biết tiền đô vậy đó. Dạ. Thôi mà gần năm gửi lời ba má nha, sức khỏe nha. Dạ, Tết vui vẻ nha. Dạ. Ê, trời ơi. Má đau bị gì vậy? Trời ơi, má đau bụng mất yếu quá. Thôi. Bay coi
nhiều quá người ta nha, ta đi đi cầu cái. Dạ lẽ cho mình Nam cũng về phụ má. Đợi xíu nha. Dạ. Mình Nam bán nhiêu chậu? 150 chậu, 2 chậu 500, 3 chậu 1 triệu con, nha. Dạ. Trời ơi. Quá. Có bao giờ trong mơ vội vã trời ơi, nhìn không thấy anh em đã đi tìm. Như em từng mơ, em từng khóc vì anh. Cứ rơi lòng thời xa mạnh mẽ. Trời ơi, nhẹ cái bụng. Được không? Đẹp trai không tặng luôn, không có bán luôn. Mất dạy. Trời ơi, bông mỗi năm bay mua hả? 15 ngàn chậu bán 150 là không nhiêu hết trơn á. Thấy đẹp trai quá, rụng tim. Gặp ta nó cũng cho 10 chậu luôn, tao không có bán đâu. Ê, chết mẹ. Trời ơi, con mà năm. Gì mà năm? Tiền nó mất tiêu rồi. Đâu mà tao. Mày thấy tiền đâu luôn không? Trời ơi, tiền mất tiêu rồi. Mà năm rồi có làm rớt chứ mưa không? Trời ơi, sáng giờ tao bán 1 triệu mấy rồi, không có gì, không đánh nó chết mẹ nữa. Tiền đâu rồi? Móc lại coi. Để đây này có là trời ơi. Tưởng mày lấy không á. Tao nghe sáng giờ tao bán được nhiêu đây nè. Trời ơi, dành dụm. Tao bán hối khăn lum. Dấu gì chứ thôi là mất hết trơn á. Nè quấn cái khăn. Bỏ vào mũ. Trời đất ơi, tiền cực khổ mà. Chứ thôi rớt. Tao mua kim tay nữa mà sáng giờ kim tay kiếm không có, mất tiêu rồi. Nè, sáng giờ bán được nhiêu đây nè. Từ từ tao đếm nè. Bay làm tao quên hết trơn. Mấy triệu? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ui dữ bay. Sáng giờ tao bán mấy chậu mà. Đếm lại coi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đúng rồi mình em ơi. Chỉ bay có 3. 1, 2, 3. 3 tờ 600 triệu hai dưới người ta. Điểm lại nè. 2, 4, 6. Trời ơi ra rồi, 600 nè. Trời ơi mừng dữ trời. Nãy giờ có mấy tờ tiền. Thôi giờ bay về đi. Tao chắc tao bán xíu mà. Sao giờ sáng giờ ông chưa ra rước tao nữa bay. Trời ơi cho ông đi nhậu rồi chứ gì. Kêu xịt thuốc sáng giờ đó. Nằm ngủ. Đi nhậu gì rồi mẹ bà. Tao nói ba ngày nâu ra phá lúa quá. Dằn khe hết trơn rồi. Lúa sắp chậu bông rồi mà. Anh em không kêu ông xịt đi để hư hết. Kêu ông xịt rồi á. Đi ruộng ra coi. Giờ mày đi chở tao ra ruộng cho tao coi. Rồi, đi con cơm mà năm có gian nè. Đi. Trời ơi, tao lâu quá, ba lúa chết chết mẹ hết trơn quá. Mà nặng quỷ vậy. Nè. Tao mày chạy lâu quá, để tao xuống. Trời ơi. Trời ơi. Lên tao chạy cho. Mày nặng như quỷ vậy á. Bông quá trời quá đất. Chính mẹ nè. Thấy chưa? Trời. Mày quay quá. Trời cái kiểu gì vậy biết. Trời đất ơi. Hư hết rồi bác Nam, ổn mà Nam ơi. Tết này mới lấy quà cho Tết này. Trời đất ơi. Trái mẹ hết trơn rồi, đang cho bông nữa. Trời chắc trả về bộ nhà. Đi về nhà con. Đi.
Trời ơi. Xuống lên các bạn ạ. Rồi. Chưa. Đi. Đi kiếm ổng liền mới được. Cái đường. Năm rồi. Chạy cái. Chạy không nào. Thịt thuốc cái kiểu gì mà cám trơn rồi hả? Thì tôi thịt cái Tết giờ mình lấy cái gì ăn ngay hả? Thịt sao? Thì tôi thịt thuốc cay lấy cỏ nhiều quá pha với cỏ thịt chưa biết gì đâu. Điên gì vừa thôi. Tỉnh sai rồi làm tầm ruồng không mà. Giờ cá trơn lấy cái gì ăn ngay. Cái đó nhậu nhậu gì vừa thấy Tết tới nơi rồi. Tha hồ mà nhậu. Thèm chứ thèm lắm. Ai kia cũng không có từ chối hết trơn á. Tối ngày nhậu nhậu nguyên không có không từ chối hết trơn á. Nó có chuyện với cầu nói ở chút tôi qua liền qua nhậu liền đó qua vậy đó chịu nổi không nhậu như người ta thì nhậu cách ly thôi về phụ vợ phụ con được nhậu bữa nào chết ngày đó luôn á giờ Tết nó về ăn đây mẹ bà trước là như mắc nợ vậy mày lên tao trả má con mày mày vô phước đẻ mày á giờ tao trả nợ mày đó mày chưa mẹ hả tao chửi mày á con mày đó mày trời ơi Má ơi chết mẹ mày đi mẹ mày ba má dạy mày mẹ mày mất dạy xuống rước lẻo về má thôi tao gặp rồi thôi chứ giờ tao đâu có biết có đầu rước ăn nỉ mà má đi về mà má thôi tao gả rồi thôi tao không biết rước lẻo về má cho về Tết có hai chồng nhà thôi tao gả rồi tao đâu có bắt lại chi mà rước đi mà má nó ở đâu sao á mày ra kiếm á dạ nói nó chịu rồi về tao không biết em về ăn Tết cái chi đây về ăn Tết Tết vậy về ăn Tết với má con anh đi quánh mấy mẹ nhỏ luôn à cá bắt đầu nè về đi nghĩ mày về đi có về tôi hỏi với má tôi không có về má về em về đến mà đồ kiếm về ủa nó nhân nhậu tỉnh rồi quýnh tôi vậy đó không có nhậu nữa nha lo cho vợ cho con nhậu nó thích lo vợ con quýnh chết mẹ luôn không có nhậu nữa nha ờ eo không trai gái nữa nha gái gì người ta gái thiệt mà gái gì trời ơi coi ồ em mốt em không trai gái nữa chúc mọi người tết vui vẻ.